Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã tạm giữ 3 người liên quan vụ hành hung tài xế xe khách. Cơ quan công an đã triệu tập tạm giữ 3 người liên quan vụ chèn ép hành hung tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Ninh, Thái Bình. Trao đổi với tuổi trẻ online ngày 4 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã triệu tập tạm giữ 3 người có liên quan vụ việc tài xế xe khách bị chèn ép hành hung tài xế. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu, chứng cứ để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan. Phản ánh tới tuổi trẻ online trước đó, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Hoàng Hải, trụ sở tại Thái Bình cho biết, đơn vị có xe khách chạy tuyến Quảng Ninh Thái Bình đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, nhưng thời gian gần đây liên tục bị chèn ép, tài xế bị nhóm người côn đồ chặn đường để hành hung và ném mắm tôm, không cho đón trả khách. Tài xế Bùi Hữu Tới, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết, ngày 19 tháng 7 khi đang chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình, khi đến khu vực chân cầu Bãi cháy thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi đánh đấm đe dọa không cho chạy trước. Hành vi của nhóm này chỉ dừng lại khi các phương tiện phía sau bấm còi do chiếc xe dừng giữa đường gây cản trở giao thông. Tiếp đó, các ngày 20 và 21 tháng 7, xe chở khách của doanh nghiệp trên đang hoạt động thì bị ném mắm tôm và bị xe khác cố tình lạng lách đánh võng trước mặt để cản trở việc lưu thông. Tình trạng chèn ép diễn ra trên suốt cung đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc hoặc xin chạy tuyến khác. Sau khi tuổi trẻ online phản ánh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả xử lý dấu hiệu chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh, gây mất an ninh trật tự.